Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 121 Đoàn đưa lệ đính hôn của nhà họ Dương đã đến, dù phải đi qua những con đường tuyết phủ đầy trời. Cả ba khu vực nhuộm tơ, dệt lụa và đan lát đều gần như dừng công việc. Mọi người ở nhà tránh rét, khi nghe tiếng kèn và tiếng trống chiêng, những người rảnh rỗi và nhàm chán liền kéo nhau ra xem náo nhiệt người đến đặt lễ đính hôn là dương tĩnh sơn con trai cả của nhà họ dương cùng với vợ là trần thị kể từ khi dương đại lão giao gia nghiệp cho dương tĩnh sơn ngoài thạch thị lo việc bếp núc trần thị thực tế đã là đương gia phu nhân của nhà họ dương nàng đã có hai con cha mẹ đều còn sống nàng được mọi người tôn sưng là người toàn phúc vì vậy nàng là người thích hợp nhất để thay mặt em trai đưa lễ đính hôn xe ngựa dừng trước cửa lớn của nhà họ quý ngô ma ma tự mình tiến lên xốc màn xe giúp trần thị xuống xe trần thị của họ dương nhìn xung quanh con đường hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua cánh cửa gỗ sơn đen không lớn hàng rào chỉ cao vừa tầm người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy mái hiên bên trong thật đúng là một gia đình nhỏ Đại thiếu phu nhân cẩn thận dưới chân. Ngô ma ma một tay hờ đỡ Trần Thị, cười nhắc nhở nàng. Lời nói chu đáo nhưng không nịnh nọt của ngô ma ma khiến Trần Thị chú ý. Nàng mỉm cười gật đầu, để ngô ma ma đỡ mình vào cửa. Nhìn thấy ngô ma ma bước đi mà mép váy không động, Trần Thị có chút ngạc nhiên. Một vố già của nhà nhỏ mà lại có lễ nghi như vậy, có thể so với tiểu thư khuê các. Nàng còn chú ý rằng, mặc dù nhà họ quý nhỏ, nhưng từ cửa vào đến đường đi đều được quét sạch sẽ, đá xanh trên mặt đất cũng sạch bóng như vừa được lau. Điều này khiến Trần Thị thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng và em dâu đều có gia cảnh kém hơn nhà họ Dương, nhưng đều đã từng được nuông chiều và học lễ nghi. Dương Tam Lang được cưng chiều, nàng và em dâu sợ rằng quý anh anh là con gái của một gia đình nhuộm nhỏ, thường tiếp xúc với người trong phố nên nhiễm thói quen phố phường, sẽ không cư xử khéo léo nhưng khi thấy Ngô Mama có lễ nghi và nhà họ quý sạch sẽ gọn gàng, Trần Thị thật lòng nở nụ cười. Hào phóng biết lễ nhưng xuất thân lại thấp, Quý nhị nương tương lai chắc chắn sẽ kính trọng người chị dâu kiêu ngạo này của mình. Vì là vãn bối, Quý anh anh tránh mặt. Lý Mama đứng ở cổng trong để thay mặt Quý thị đón nàng. Đường tuyết không dễ đi, thật làm khó đại thiếu phu nhân phải ngồi xe vất vả. Giống như Ngô Mama. Lý ma ma cũng mặc bộ quần áo màu tối, tóc búi gọn gàng. Trên váy không thấy một nếp nhăn nào. Khi đi lại, váy lụa cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt, êm tai. Trần Thị không kìm lòng nổi mà đứng thẳng người lên. Khi vào phòng khách và thấy quý thị, nàng như cũ lại thấy có chút hoảng hốt. Ngoại trừ ngày cưới của Trương Tứ Nương, quý thị mặc váy gấm màu đỏ thẫm và đeo trang sức lúc xuất giá. Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên quý thị chú trọng đến cách ăn mặc như vậy. Khi lấy chồng, nàng có thể an phận, không để ai phải lo lắng. Lần này, nàng nên vì nữ nhi mà xuất hiện, nàng mặc áo ngực màu nghệ, khoác áo choàng đỏ, búi tóc đơn giản, trên tóc điểm xuyết vài món trang sức vàng và hạt ruby. Gương mặt nhã nhặn, ôn hòa, như một cung nữ bước ra từ tranh. Quý thị, thật là trẻ trung và xinh đẹp, nhìn còn trẻ hơn mình vài tuổi. Trần Thị trong lòng thầm khen, khom người hành lễ. Quý phu nhân bình yên, đại thiếu phu nhân đã vất vả trên đường. Đây là con dâu của ta, Trương Thị. Trương Tứ Nương tiến lên chào, vì bối phận, Trần Thị của họ Dương đáp lễ. Trương Tứ Nương chỉ mới 16 tuổi, nàng không ngờ rằng tiểu cô tương lai lại cùng tuổi với đại tàu và bà bà. Vì vậy, khi ngồi sau quý thị, nàng không dám nói thêm lời nào. Đây là chuyện không thể tránh được. Dương Tĩnh Uyên là con út, nhỏ hơn Dương Tĩnh Sơn gần 20 tuổi. Trần Thị và Liễu Di Nương đều khoảng hơn 30 tuổi, cũng không nhỏ hơn Quý thị nhiều. Nàng dẫn theo Trần Mama đến, lần lượt trình danh mục quà tặng cho Quý thị, đều là những lễ vật đã được thỏa thuận trước, như tơ lụa, vật liệu may mặc, hai chiếc nhẫn vàng, một bộ khuyên tai vàng và tám giỏ rượu xuân. Xét đến tình huống của nhà họ Quý, Sinh lễ đã giảm so với khi cưới Trần Thị và Tại Thị, còn lại 24 món. Trước đây đã cho một ngàn lượng vàng sinh lễ cũng đã được ghi vào. Ánh mắt quý thị lướt qua một ngàn lượng vàng sinh lễ, rồi bảo lý Mama thu nhận. Mục đích chính của Trần Thị là cùng nhà họ quý bàn bạc về ngày cưới. Trần Mama cầm tờ đơn đưa cho quý thị, Trần Thị cười nói. Trên đây là những ngày tốt đã được thầy xem. Phu nhân nhà tôi ý rằng Tam Lang đã lớn tuổi tốt nhất là chọn ngày cưới trong tháng 3 hoặc tháng 4. Quý thị đã chuẩn bị sẵn và chọn ngày 12 tháng 4. Mọi việc diễn ra thuận lợi, nhà họ quý không có nhiều yêu cầu, trần thị của họ Dương thở phào nhẹ nhõm. Thông thường, khi đưa lễ đính hôn, hai nhà luôn cò kè mặc cả. Tuy nhiên, nàng thấy nhà họ Quý chỉ có hai sân nhỏ, phía sau còn có một sân nhỏ dành cho phường nhuộm. Trần Thị cảm thấy 24 món đồ cưới là một gánh nặng cho nhà họ quý. Nghĩ lại số tiền một ngàn lượng vàng mà nhà họ Dương đã đưa trước đó, đủ để mua 10 căn nhà như của họ quý, nàng lại thấy bình thường trở lại. Số tiền một ngàn lượng vàng, phu nhân và chồng nàng đều cảm thấy đáng. Nếu không phải tam đệ ngưỡng mộ quý nhị nương, thì cũng chỉ là cưới một người thợ thủ công về mà thôi. Tiếc rằng quý anh anh tránh mặt nên không thấy trần thị của họ dương rất muốn gặp nàng một lần không phải vì tam đệ ngưỡng mộ nàng mà là vì chồng nàng kể từ khi thấy nàng thiêu khăn gấm đã rất thích không buông tay chiếc khăn gấm đó chưa bao giờ trả lại cho tam đệ khi nàng mang bữa khuya vào thư phòng cho chồng nhiều lần bắt gặp chồng đang xuất thần nhìn chiếc khăn gấm đó nếu không phải tam đệ muốn cưới nàng chồng nàng có thể đã nghĩ cách nạp nàng làm thiếp không như quý thị dịu dàng xinh đẹp nàng không kìm lòng nổi mà nghĩ đến Liễu Di Nương. Từ khi lão gia nạp Liễu Di Nương, đã 20 năm không ở chính phòng. Quý anh anh vào dương gia, nên vì dương gia chức cẩm mà làm việc, chẳng phải sẽ thường xuyên tiếp xúc với chồng nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy bài xích quý anh anh. Đại thiếu phu nhân. Tiếng của quý thị kéo trần thị của họ dương ra khỏi cơn mơ màng. Phải chăng không hợp khẩu vị của đại thiếu phu nhân? Trần thị của họ dương vội lắc đầu. Quý phu nhân hiểu lầm, không ngờ đầu bếp của quý gia lại có tay nghề tốt như vậy. Quý thị cười. Đây là một phần thực đơn đốt đuôi tiệc mà xưa kia được phó xạ phụng chế biến. Đây là món ăn mà Trung Tông Hoàng đế yêu thích, được các đại thần hiến thực tại thiên tử, gọi là đốt đuôi. Được thượng thư tả bộc xạ chế biến cho Trung Tông Hoàng đế. Thực đơn này được truyền ra, nhà giàu ở trường An tranh nhau làm theo. Điền ma ma tự mình nấu nướng, biết làm những món ăn này. Quý thị một lòng muốn làm mặt mũi cho nữ nhi nên sắp xếp bữa tiệc này. Theo lý thuyết, nhà họ Quý càng thể hiện sự trọng tình, càng coi trọng hôn sự này. Nhưng Trần thị của họ Dương có chút không hài lòng, nhà họ Dương giàu sang phú quý, nàng là vợ tương lai của gia chủ, đã quen được nịnh nọt. Lần này không nhận ra món ăn đốt đuôi tiệc, Trần thị cảm thấy rất mất mặt. Càng cảm thấy nhà họ Quý đang thị uy với mình, nàng không ăn nhiều liền đặt đũa xuống. Gió tuyết quá lớn, trên đường đi không dễ dàng. Phu nhân còn đang chờ tin vui ở nhà. Vì vậy, tiếp xin cáo từ trước. Quý thị rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiện giữ lại, đứng dậy bảo trương tứ nương tiễn khách. Đứng tựa cửa nhìn đoàn người của Trần Thị đi xa, quý thị thở dài. Lưu tiên, có lẽ ta không nên bày bàn tiệc đốt đuôi này để khoản đái đại thiếu phu nhân của Dương Gia. Lưu tiên là tên của Lý Ma Ma nàng an ủi quý thị các vị thiếu phu nhân của dương gia đều xuất thân tốt hơn nhà chúng ta nên họ cảm thấy quý gia nên cúi đầu phụ đón không nghĩ rằng phu nhân xuất thân từ trường an bá tước phủ tuy nhiên dương tam lang là con của vợ kế đợi đến khi dương đại lão gia qua đời hắn chắc chắn sẽ ra ở riêng phu nhân không cần lo lắng quá mức quý thị nhíu mày nói ta lo lắng cho tính tình của anh anh nhà chúng ta nhỏ bé sống qua ngày cũng thanh bần ta không nuôi nàng thành người có tính cách thấp kém. Nàng khẽ thở dài, trong lòng ta chỉ có chút kiêu hãnh, được nhờ ơn của anh quốc công, nhà họ từ dù sao cũng là thượng tộc. Là ta gả thấp liên lụy đến đôi trai gái. Nói rồi rơi nước mắt. Gần đây thường thấy quý thị với vẻ mặt hoảng hốt, buồn bã vì xuân thu. Buổi tối cũng thường xuyên tỉnh dậy trong giấc mơ. Lý ma ma âm thầm lo lắng cho sức khỏe của quý thị, chỉ có thể mọi cách khuyên giải. Chương 122 Quý anh anh hoàn toàn không biết gì về việc dương gia đại thiếu nãi nãi không vui mà rời đi. Lăng Nhi và Tương Nhi nhanh chóng chạy đến thông báo tin tức cho nàng. Dương gia đại thiếu nãi nãi có khuôn mặt dài, nhìn tuổi tác không khác phu nhân là bao, khi cười trông rất thân thiện. Nàng mặc áo choàng thêu hoa mai azurite cuối trước cẩm. Chiếc áo choàng đó được làm từ lông trồn bạc, khi ánh sáng chiếu vào, nó bóng loáng như nước chảy. Quý Mama nói nó ít nhất có giá trị ba bốn ngàn quán. Nương Tử, cô ra đưa đến một đôi nhàn sống. Nhàn sống đấy, có tới hai mươi bốn món lễ vật đính hôn. Dương gia thật giàu có. Nương Tử, nghe nói hôn kỳ được định vào mười hai tháng tư. Quý anh anh bị hai nàng làm cho đau đầu. Đành đẩy hai tỷ nữ ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Nàng không kìm lòng được mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi. Dương Tĩnh Nguyên dường như đang đứng trước mặt nàng giơ chân lên và nói. Ta không thể mang hài này được nữa, người vẫn chưa nói sẽ làm hài cho ta đâu. Đế giày mỏng manh, dính đầy bùn nhão, trong mắt hắn mơ hồ hiện ra tơ máu, do phải đuổi đến vùng đất ấm phía nam để bắt nhạn sống. Quý anh anh nhỏ giọng nói. Người ngốc thật đấy. Đi suốt đêm để làm giày ra hưu đã gửi theo lễ đáp lễ. Nghĩ đến việc hắn nói hôm nay có thể mang được, quý anh anh không nhịn được bật cười nàng bận rộn cả đêm cùng hai tỷ nữ làm xong hài, lúc này nằm sấp ở cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi tỷ nữ gõ cửa báo rằng Dương Trần Thị đã rời đi, phu nhân mới mời nàng đi xem danh mục quà tặng, làm quý anh anh tỉnh giấc. Tỉnh dậy mới thấy lạnh, nàng dùng mình và cảm thấy đầu hơi nặng. Trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội vàng đóng cửa sổ. Xem qua danh mục quà tặng, nghe mẹ kiên nhẫn giảng giải chuyện ở cổng lớn, quý anh anh gật gù đầu quý thị ban đầu nghĩ nàng thẹn thùng nên mặt đỏ không để ý đến bữa tối khi món ăn được dọn lên bàn quý anh anh đứng dậy mí mắt cụp xuống không có chốt khẩu vị nào lý ma ma chạm vào tay nàng liền kêu lên phu nhân phải mời thầy thuốc rồi tiểu nương tử bị sốt cao quý anh anh miễn cưỡng cười và nói mẹ tối hôm qua con thức làm hài có lẽ mệt mỏi con về uống chén canh gừng để toát mồ hôi sẽ ổn thôi gọi tỳ nữ đưa nàng về phòng quý thị lại lo lắng đứng dậy mọi động tĩnh của quý gia đều rơi vào mắt của triệu tu duyên hắn lại một lần nữa lên lầu hai từ trên cao nhìn xuống phố xá náo nhiệt bên ngoài cổng quý gia tất cả lo lắng đều trở thành hiện thực hắn không phải không biết mình đang nghe tổ phụ định hôn sự với nghiêu ngũ nương lúc trong lòng khó chịu toàn bộ ích châu phủ ai ai cũng biết như phó đồ đốc có con gái với vết bớt trên mặt dùng nhan không đẹp vì triệu gia vì quyền thế hắn chọn gia tộc hắn không thể buông bỏ quý anh anh vì sự lựa chọn của mình hắn biết rõ nàng tất nhiên sẽ rời xa hắn hắn mong rằng nàng bất kể danh phận vẫn ở bên cạnh hắn chỉ là một tia hy vọng xa vời ngày đấu gấm thi đấu hắn cũng không nghĩ mình đãi nàng như vậy hắn chỉ không thể để nàng rời đi một cách dễ dàng sự xuất hiện của Dương Tĩnh Uyên như cho hắn một lý do để chốt bỏ khó chịu và bất mãn. Nếu như nàng không đưa chiếc khăn gấm đó cho Dương Tĩnh Uyên thì tốt biết bao. Nàng cũng cho hắn một lý do, khiến hắn cảm thấy việc dùng thủ đoạn giữ nàng ở bên cạnh là điều hợp lý. Một bước lại một bước, nàng càng ngày càng xa hắn, dường ra đến đặt lễ đính hôn, nàng thực sự muốn gả cho Dương Tĩnh Uyên. Ngươi nói, làm sao ta có thể tin ngươi không phản bội ta? Triệu tu duyên lầm bẩm hắn xưa nay tỉnh táo, kể từ khi cưới nghiêu ngũ nương, hắn cảm thấy mình cũng trở thành một quái vật. Nàng là quái vật. Triệu tu duyên uống một ngụm rượu, rượu nóng chảy xuống cổ họng, lòng hắn nổi lên lửa giận. Nàng không phải xấu, nàng như con mèo đen, đi trong đêm tối, đôi mắt kia làm người ta sợ hãi. Nếu ta có quyền thế, ta sẽ khóa bích thủy viên, đời này không cho nàng bước vào nữa. Nàng là người điên bất kể ta chọc giận nàng thế nào, nàng cũng không động lòng. Anh anh, ta không muốn chạm vào người khác, ta cũng không muốn nạp thiếp, ta không có hứng thú với họ. Họ không phải là ngươi, không phải là người từng xúc cho ta từng thùng nước, dạy ta mò tôm sông quý anh anh. Trong mắt hắn hiện lên ánh nước nhàn nhạt, nhạt, tuổi thơ của hắn vì là con cưng của Triệu gia, không ai trong số những đứa trẻ khác chịu chơi với hắn. Họ mặc vải thô, hắn mặc gấm vóc họ có thể nghịch bùn, mò sông, tay hắn chỉ biết đến tơ lụa hoa mỹ. Chính nàng đã mang hắn đi chơi, hắn thậm chí học cách leo cây hái quả dâu dài, nàng với suy nghĩ độc đáo, đã mang sắc màu tươi đẹp vào thế giới của hắn. Hắn sống động nhờ nàng. Anh anh, nếu ta hối hận và xin lỗi ngươi, ngươi có thể không gả cho Dương Tam Lang. Triệu tu duyên ôm bình rượu, đầu rúi vào trong khuỷu tay. Hắn biết rõ mình đã sai hắn không có lý trí, chỉ muốn điên cuồng giữ nàng ở bên cạnh. Làm vợ cũng được, thiếp cũng được, nô tỳ cũng được. Chỉ cần nàng đứng trước mặt hắn, thuộc về hắn, rượu làm hắn càng cười lớn. Triệu tu duyên, người thật không có tiền đồ, sai thì đã sao, đánh sập dương ra, đoạt lại nàng không phải là được. Tổ phụ đã nói, chủ nhân gia đình cần quyết đoán, ta không cần lương tâm, không cần làm người tốt, ta chỉ cần quyền thế. Một nghiêu ngũ nương, một nữ nhân xấu xí, dựa vào cha nàng là đô đốc, liền ở triệu gia muốn làm gì thì làm. ta có quyền thế, muốn ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nghe lời. thật tốt. hắn ngã xuống sàn, bình rượu lăn xa. cẩm vương, năm sau nghiêu gia có thể bảo vệ cẩm vương cho triệu gia không? ta cưới nghiêu ngũ nương, đổi lấy một cái cẩm vương, ha ha. hắn nhắm mắt, quay đầu đi, một giọt nước mắt lăn xuống. hắn thích nằm ở đây đây là nơi thuộc về hắn và quý anh anh. Lang quân, lang quân, bích thủy viên đã xảy ra chuyện. Triệu tu duyên không lên tiếng, chuyện gì đã xảy ra? Gặp chuyện không may tìm phu nhân đi. Nghe hắn lớn tiếng không kiên nhẫn trả lời, triệu bình đành nói. Nhị thiếu nái nái bị cảm lạnh, sốt cao. Phu nhân dặn bảo người đi mời thầy thuốc. nha đầu trong nhà làm ầm ý, phải đi vào thành mời thầy thuốc. Phu nhân thỉnh lang quân đi bích thủy viên xem qua. Không đi ai quan tâm sống chết của nàng, cút. Triệu Bình không dám nhiều lời, vội vã rời đi. Nhiều ngũ nương dường như trở về quá khứ, khi đó bị bệnh đậu mùa, cũng sốt cao, rơi vào hầm lửa, toàn thân bị bỏng. Mặt của ta, mặt của ta. Nàng điên cuồng nói mê, tay lung tung vung vẫy. Bà Vũ, cột tay ta lại, đừng để ta cào mặt. Bà Vũ nắm tay nàng khóc. Nương tử mặt vẫn đẹp, vẫn đẹp, không cào xước. Nhiều ngũ nương lẩm bẩm không cào xước, rồi lâm vào giấc ngủ sâu. Ngọc Duyên từ trong thành mời thầy thuốc đến, đêm khuya, như ngũ nương tỉnh lại, mở mắt, thấy màn lụa màu hồng phấn. Ký ức trở về, nàng đang ở triệu gia, đã gả vào triệu gia, nàng có vết bớt trên má, mãi mãi không thể mất đi. Thiếu phu nhân tỉnh rồi. Ngọc Duyên vui mừng, đỡ nàng dậy, đốt nửa chén nước nhỏ, rồi nhớ ra. Có tin vui cho ngài khi đi mời thầy thuốc, ta gặp người của quý gia mời tam đạo yển lang chung. Nghe nói quý nhị nương bị thương phong, sốt cao, bồ tát phù hộ, nàng tốt nhất thành người ngốc. Ha ha! Nhiều ngũ nương quả nhiên vui mừng, nàng bị lạnh, quý anh anh cũng bị bệnh, thật khiến người vui mừng. Ngọc Duyên trần trừ. Thiếu phu nhân, theo lý thuyết hai nhà đã định đính hôn, thì không nên gặp lại đúng không? Nhiều ngũ nương đáp lại, ánh mắt thay đổi. Ngươi còn thấy gì nữa? Ngọc Duyên cúi đầu. Khi đi mời thầy thuốc, ta gặp Dương Tam Lang và Tang Thập Tứ Lang. Dương Tam Lang nói, báo tuyết mở màn xe gắng phải ngăn đón ta nói chuyện, bị bệnh cũng đáng, nô tỳ không cam lòng, liền nói, hôm nay Dương gia đi quý gia đặt lễ đính hôn, quý nhị nương bệnh bất tỉnh, chắc là không muốn gả. Nhiều ngũ nương siết chặt ga giường, thở gấp. Hắn có đến không? Có không? Thiếu phu nhân, ngươi đừng nóng giận. Ngọc Duyên vuốt ngực nàng, khuyên nhủ nô tỳ không phải muốn làm ngươi giận, chỉ là, hắn đến gặp quý nhị nương, hôn sự nhất định sẽ gặp xui xẻo. Nô tỳ nghĩ nương tử sẽ vui mừng. Lang quân đã đến chưa? Nhiều ngũ nương nhắm mắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, triệu tu duyên làm sao quan tâm sống chết của nàng. Nhiều ngũ nương thở gấp, sự tương phản mạnh mẽ khiến nàng hận dương tĩnh uyên và quý anh anh đến tận xương tùy. Ta sẽ không để các ngươi sống yên ổn, không bao giờ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 123. Tàng Thập Tứ Lang đuổi theo Dương Tĩnh Uyên ra khỏi thành. Gió rét và tuyết thổi vào mặt, khiến hắn không mở nổi miệng. Đến khi ra khỏi thành mười dặm, Dương Tĩnh Uyên mới chậm lại, quay đầu nói. "Ngươi theo ta làm gì? Ngươi ngu ngốc." Tang Thập Tứ giận dữ mở miệng mắng, hắn phóng ngựa lên trước, kéo dây cương của Dương Tĩnh Uyên. "Tam Lang, ngươi có suy nghĩ không? Đính hôn không thể gặp mặt" Ngươi đuổi tới quý gia, quý phu nhân và quý đại lang cũng không cho ngươi gặp nàng. Ngươi mới là ngu mốc." Dương Tĩnh Uyên tức giận nói. "Sao ta lại không biết, ta đi thanh thành tìm sư phụ, dù sao cũng muốn báo cho ông ấy biết ta đính hôn. Tiện thể mang hai bộ thuốc bổ cường thân cho quý gia." "Thì ra là vậy." Tang Thập Tứ cười hì hì buông tay. "Vậy ngươi đi đi, trời rất lạnh, ta sẽ nấu rượu thưởng tuyết." Dầu Vừng cũng theo tới khổ sở cầu khẩn lang quân tiểu nhân đi tam đạo yển thay ngài hỏi thăm tin tức có được không nói rằng ngài chỉ ra ngoài phủ trong chốc lát rồi phải về phủ dùng cơm lão gia và phu nhân hôm nay rất vui ngài vắng mặt sẽ không tốt phu nhân sẽ trách tiểu nhân tang thập tứ cười to tam lang nếu ngươi không về phủ dùng cơm hôm nay coi chừng đại phu nhân mắng ngươi gà ra ngoài rồi mà như đổ nước ra ngoài không còn hiếu thảo Khiến Dương Tĩnh Uyên trợn mắt nhìn, đại tẩu khi trở về không nói rằng quý anh anh ngã bệnh. Hôm qua thấy nàng vẫn còn khỏe, sao mấy giờ sau lại ngã bệnh? Quý gia lại xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tu Duyên nghe nói nàng đính hôn với mình lại làm gì kỳ quái sao? Dương Tĩnh Uyên cảm thấy bất an, thực sự lo lắng. Dầu vừng nắm chặt dây cương, sắp khóc. Lang quân, ngài về phủ dùng cơm trước đi, tiểu nhân đi hỏi thăm trước, nếu không được ngài dùng xong cơm rồi đi có được không? Đây cũng là một ý kiến hay, Dương Tĩnh Uyên suy nghĩ rồi không cam lòng quay đầu ngựa. Dầu vừng, ngươi đi quý gia xem thử. Về đến nhà, trong chính đường đã bày xong bàn tiệc. Hôm nay có thêm hai bàn, nhị phòng và tam phòng đều đến, rất náo nhiệt. Dương Tĩnh Uyên cảm thấy lo lắng, không kiềm được đi tìm Liễu Di Nương. Cảnh tượng trong nhà không giống với bên ngoài, Liễu Di Nương mặc áo hồng phấn, rụt rè ngồi ở ghế chót bàn nữ quyến đứng sau lưng dương thạch thị hầu hạ là đại nha đầu của nàng mặc thiền tử dương tĩnh uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm bình thường khi cả nhà đoàn tụ dùng cơm liễu di nương đứng hầu hầu phu nhân cũng không sao nhưng hôm nay là ngày đính hôn của hắn nàng dù sao cũng là mẹ ruột của mình mọi người ăn mừng lại để nàng đứng hầu hạ dương tĩnh uyên không chịu nổi hắn cảm kích nhìn dương thạch thị một cái rồi tiến lên chào hỏi. Dương Châu Thị cười như thể con trai của nàng đính hôn, nói trước Dương Thạch Thị. Tam Lang, nghe nói đại tẩu của ngươi đã thuận lợi dơ lễ đính hôn, ngày tốt cũng đã định rồi. Nhị thẩm và tam thẩm đều nhìn ngươi lớn lên, hợp lại chúc mừng ngươi, không mời mà đến. Tẩu tẩu đái tam lang như con ruột của mình, nhìn bàn tiệc này, không biết còn tưởng là lễ mừng năm mới. Nhà ta tứ lịch sang năm cũng chọn ngày tốt đính hôn cũng mượn đụng chạm vui mừng cả nhà một phen. Nửa câu đầu dễ nghe, nửa câu sau lại bộc lộ tính tình hiếu thắng của Châu thị. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, chỉ là con vợ kế. Người cả nhà làm lễ đính hôn cho con vợ kế ăn mừng thật không đáng. Đính hôn không phải là thành thân, đại phòng bày bàn tiệc cũng quá mức. Liễu Di nương ngồi ở ghế chót bất an, không dám ngẩng đầu. Cả bàn toàn vợ lớn, chỉ có mình nàng là Di nương mà lại là con trai của mình, nàng có chút ngồi không yên. Dương Thạch thị biết Châu thị khó mà nói ra lời hay. Đại phòng muốn ăn mừng cho Tam Lang, nhị phòng và tam phòng không mời mà đến, ngược lại khó chịu vì con vợ kế. Nàng nhẹ nhàng nói, "Tam Lang, đại tẩu của ngươi bất chấp gió tuyết đưa lễ đính hôn, hôm nay ngươi đừng quên kính đại tẩu một ly." Không để ý đến lời nói của Châu thị, Dương Tĩnh Uyên thuận thế cúi đầu cảm ơn hai bá nương đã quan tâm cảm ơn đại tẩu trần thị mỉm cười gật đầu đây là điều tẩu tử phải làm hắn làm xong lễ liền vội vàng lui ra châu thị lắm lời và hiếu thắng đã có mẫu thân đối phó dương đại lão gia và hai huynh đệ ngồi ở chỗ đầu các vãn bối trưởng thành ngồi ở dưới dương tĩnh uyên đi qua làm lễ rồi ngồi vào chỗ dương đại lão gia giơ đũa không khí liền náo nhiệt lên con trai út đính hôn, Dương Đại Lão Gia rất vui, tuyên bố đêm nay không câu nệ vãn bối, rượu tùy ý uống. Huỳnh đệ Dương Gia vây quanh Dương Tĩnh Uyên mời rượu, Dương Tứ lang không chút nào hâm mộ, còn nhiều cô nương xinh đẹp, hắn sẽ không cưới con gái xuất thân từ tiểu phường nhuồm. Còn vợ kế cưới vợ ra thế cũng thấp hơn con trai trường, hắn không hiểu Dương Tĩnh Uyên có gì mà vui. Tam thúc, ta cũng kính ngươi, báo tin vui cho ngươi. Người mời Dương Tĩnh Uyên là Dương Tĩnh Sơn, con trai lớn nhất của Dương Dừng Ngọc, 10 tuổi. Nam Hải dơ chén trà, tư thái như bản thu nhỏ của Dương Tĩnh Sơn. Khiến Dương Tĩnh Uyên cười ha ha. Hảo, Tam Thúc cảm ơn Ngọc Lang. Đợi đến khi Ngọc Lang đính hôn, Tam Thúc sẽ cùng ngươi uống rượu. Dương Dừng Ngọc nghiêm trang nói. Hảo, chờ ta đính hôn, cùng Tam Lang cùng nhau uống rượu. Dương Tĩnh Uyên không nhịn được chiêu chọc. Ngọc Lang muốn đính hôn sao? Dương dừng Ngọc nháy mắt. Cái này phải hỏi cha ta. Mọi người cười vang. Tiểu tử thúi, trở về chăm sóc đệ đệ đi, đừng làm loạn. Dương Tĩnh Sơn cười mắng, trong mắt không giấu được sự yêu thương đối với con trai. Dương Nhị Lão ra ngồi cạnh Huynh Trường, thấy hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn lại Đại Lang Dương Tĩnh Sơn, ria mép chỉnh tề, món cài đeo nhẫn bạch ngọc, tác phong nhanh nhẹn chính trực tráng nhiên, đại chất tử chỉ kém mình 10 tuổi, đại cháu trai không quá vài năm liền trưởng thành, dương gia trưởng phong truyền đời, đời nào cũng có nhân tài thừa kế gia nghiệp. Hiện tại là đích tôn của dương nhị lão gia, tiếp qua một đời sẽ thành nhị phòng dương lão gia. Hắn nhớ tới lời của tịnh lang quân, người đối diện trù mong đợi, cuối cùng quyền thế che mất lý trí của hắn. Cùng bên trong chuyển tới một phương thuốc trưng cất rượu long hồ sơn tiên trưởng tự mình làm cho thánh thượng cường thân kiện thể trẻ mãi không già tiểu đệ mua vài hũ quay đầu lại đưa tới ngài không ai không khát vọng trẻ mãi dương đại lão gia nhìn xa xa liễu di nương cúi đầu ngồi ở ghế cuối nhẹ gật đầu dương nhị lão gia nói giữa tiếng ồn ào vẫn bị dương tĩnh uyên nghe thấy hắn không tin nhách miệng rượu thuốc cường thân kiện thể hắn tin trừ phi phụ thân và sư phụ hắn hàng năm tu hành, lấy khí bổ thân. Càng già càng dẻo dai đã tốt, phản lão hoàn đồng thì hắn không tin. Hắn không để việc này trong lòng. Bữa tiệc kết thúc, đêm đã khuya, nhị phòng và tam phòng lần lượt cáo từ rời đi. Dương đại lão ra được con trai lớn nhất đỡ, trong cơn say nói. Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Đại lang, tam lang mau thành gia là đại nam nhân, ngươi dạy hắn buôn bán, gọi Tam Lang và Nhị Lang thành cánh tay đắc lực của ngươi. Tam Lang, Tam Lang đâu? Chương 124. Lúc này, Dương Tĩnh Uyên đang đứng ngoài hành lang uốn khúc, lắng nghe dầu vừng báo cáo. Quý anh anh chỉ bị cảm lạnh, Dương Tĩnh Uyên an tâm. Nghe phụ thân gọi, hắn vội vã trở về đại sảnh. Dương đại lão ra bóp nhẹ mặt hắn, cười nói. Tam lang nhà ta muốn cưới vợ rồi mọi người trong phòng ngỡ ngàng, cố nhịn không dám cười. Dương Tĩnh Uyên mỉm cười, đỡ tay phụ thân. Cha, ngài sai rồi, hãy đi nghỉ sớm đi. Dương Thạch Thị nhìn tuyết rơi bên ngoài, tiến lên nói. Lão ra, ban đêm gió lạnh, uống rượu nóng dễ bị cảm mạo. Thiếp đá chuẩn bị phòng, ngài hãy nghỉ ngơi ở chính phòng. Dương Đại Lão ra khoát tay. Nghỉ ở đây ta không quen. Liễu Di Nương, ngươi đến đây, cùng ta về phòng. Liễu Di Nương xấu hổ, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai. Đi qua đỡ hắn. Được, cứ theo ý lão gia. Dương Thạch Thị mỉm cười nói. Tiêu ấm đã đến chưa? Hãy cẩn thận hầu hạ lão gia về, đừng để gió lùa vào. Dương Tĩnh Uyên cùng Liễu Di Nương đỡ Dương Đại lão gia lên kiệu. Liễu Di Nương nói nhỏ như muối. Thỉnh phu nhân về nghỉ, lão gia đã có thiếp chăm sóc. Dương Tĩnh Uyên buông tay lặng yên nhìn liễu di nương theo kiểu ấm rời đi. Hắn xoay người, thấy hai huynh trưởng cùng tẩu tẩu, mang theo cháu trai cháu gái vây quanh bên mẹ cả. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy xa cách với liễu di nương và phụ thân, như là một thể với mẹ cả và các huynh trường. Chỉ có hắn đứng cô đơn ở hành lang, không, hắn sẽ không cô đơn, vài tháng nữa hắn sẽ có nàng. Dương tĩnh uyên mỉm cười, tiến lại gần Dương Thạch Thị, nói lời cảm tạ hôm nay mẫu thân vất vả rồi con của ta cuối cùng đã trưởng thành và muốn thành thân mẫu thân không thấy vất vả con hãy về nghỉ sớm dương thạch thị cười vỗ nhẹ tay hắn cảm thán vô cùng đại lang và nhị lang cũng mang theo thê tử đến chào từ biệt tiếng náo nhiệt và ồn ào dần bị gió rét thổi tan chính đường đèn đuốc sáng trưng nhưng lại càng thêm vắng vẻ dương thạch thị đứng ở cửa nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi tiểu nha hoàn mặc áo tím nhạt khoác áo choàng lông hồ lên vai nàng đưa một lò sưởi khảm bạc điêu khắc vào tay nàng nhẹ nhàng khuyên phu nhân cửa gió lớn coi chừng bị lạnh dương thạch thị không nói gì trần ma ma ra hiệu cho tiểu nha hoàn lui ra rồi tiến lên khuyên phu nhân hãy trở về phòng dương thạch thị hít một hơi dài nói với vẻ bực tức trong lòng ta đã có tính toán trần ma ma không khuyên nữa lặng lẽ đứng bên cạnh nàng tam lang nhỏ hơn đại lang gần hai mươi tuổi nhỏ hơn nhị lang mười mấy tuổi nhìn đại lang và nhị lang thành ra lập thất ta cũng xa đến trường an cũng may có tam lang bên cạnh trước đây nó như một bức tranh ngọc ngà làm ta đau lòng hết mực giờ thoáng chốc tam lang cũng muốn thành thân dương thạch thị đột nhiên cảm thán trần ma ma phụ hỏa tam lang hiếu thuận cưới vợ rồi cũng không quên công ơn nuôi dưỡng của phu nhân Lão gia yêu thương hắn quá mức, hơn cả đại lang và nhị lang. Trần Mama biết đại lão gia say rượu nói lời làm phu nhân mất hứng. Tam lang được nuôi dưới gối, không phải con ruột của phu nhân. Nàng nhẹ nhàng khuyên, "Hoàng đế yêu quý trưởng tử, dân gian yêu con nhỏ." Dân gian vẫn nói vậy, lão gia yêu Tam lang, dù sao hắn cũng là con vợ kế. Lão gia hiểu rõ trong lòng, phu nhân chớ lo nghĩ nhiều. Có lẽ hai mươi năm rộng lượng nàng cũng có lúc ghen tuông hẹp hòi dương thạch thị tự diễu mình đã là lão thái bà còn muốn mấy thứ kia có ích gì nàng đã quen giấu tâm tư không muốn ai nhìn thấu dương thạch thị không muốn nói nhiều xoay người chậm rãi đi về phía hậu đường tắt hết đèn trong sảnh đi sáng quá lại càng thấy vắng vẻ dầu vừng co do dưới chân tường mũi đỏ bừng vì lạnh hắn cầm túi rượu bằng da dê rót vào miệng, lầm bầm. Gặp mặt điểm xấu, nói là chỉ bị cảm lạnh, nhìn chằm chằm cửa sổ là có thể khiến quý nương tử hết bệnh sao? Dụ dỗ quỷ thôi. Trong phòng liên tục đốt đèn, Dương Tĩnh Uyên dựa vào tường rào, lặng lẽ nhìn ánh sáng ấm áp từ cửa sổ. Cảm giác say bị gió rét mùa đông thổi tan, hắn kéo chặt áo lông đen trên người, nhờ mặc áo lông của đại ca, nếu không chắc chắn không chịu nổi gió rét đêm nay. Hắn không phải người ngu, càng không phải là người điếc. Khi phụ thân mượn rượu nói chuyện với đại ca, hắn liền lẻn ra phòng khách, đứng ở hành lang gấp khúc. Phụ thân thương yêu hắn, hy vọng hắn cùng hai huynh trưởng có thể giúp sức cho Dương gia cầm nghiệp. Trong mắt phụ thân, con trưởng hay con vợ kế đều là con ruột. Phụ thân say, quên mất đích thứ phân biệt, đụng chạm đến mẹ cả. Hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi, không nói thêm gì. Từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên mẹ cả, mối quan hệ với thân mẫu không thể bỏ. Trong bữa tiệc, ánh mắt hắn thường lén nhìn Liễu Di nương. Lần đầu ngồi cùng bàn, nàng không dám động đũa, cả bữa ăn hầu như không lời. Thật khiến hắn lòng chua xót. Dù được phụ thân sủng ái, Liễu Di nương vẫn không có chỗ dựa vững chắc. Trừ khi tương lai hắn trở thành trụ cột, có thể che chở cho Di nương sau khi phụ thân qua đời. Hắn leo tường vào nhìn ánh sáng từ cửa sổ, tâm liền yên tĩnh. Khi tâm đã yên, hắn lại muốn biết nàng có ngủ được an ổn, có khá hơn chút nào không. Phía trước tiếng gõ chúc của phu canh vang lên mơ hồ. Tiếng chúc gõ ba cái, báo canh ba, hắn xoa xoa tay, rút ra cành mai vàng từ tay áo. Hái từ trong phủ, có lẽ ngày mai hoặc ngày mốt, khi nàng mở cửa sổ, sẽ biết hắn đã đến. Dương tĩnh nguyên lặng lẽ đi tới, đặt cành mai trên bệ cửa sổ lúc này hắn nghe thấy tiếng động từ trong nhà quý anh anh không phải là tiểu thư nuông chiều thân thể khá mạnh khỏe sau khi uống thuốc đắp chăn ngủ một giấc nửa đêm lui nhiệt nàng tỉnh dậy tường nhi nằm sấp bên giường bị nàng đẩy một cái mơ màng tỉnh dậy sờ chán quý anh anh vui mừng nói nương tử lui nhiệt rồi nước uống hai ngụm nước ấm Quý anh anh thấy dễ chịu hơn. Nàng dựa vào giường, ngồi dậy. Giờ gì rồi? Tường Nhi nhìn đồng hồ. Giờ tí hai khắc, nương tử ngủ từ giờ dậu đến giờ, ngủ rất say. Đứa ngốc, đó là do thuốc an thần, giờ không ngủ lại được, lấy khay đan ra, chúng ta quấn sợi trò chuyện, khi mệt rồi ngủ tiếp. Sợi tơ vẫn giữ nguyên buộc, đây là thời điểm tốt nhất để quấn lên bánh xe gỗ. Tường Nhi đồng ý, đứng dậy đi lấy khay đan dương tĩnh uyên không nhịn được gọi nhỏ anh anh quý anh anh tưởng mình nghe lầm nhưng giọng rõ ràng là của dương tĩnh uyên nàng thử gọi dương tam lang ngươi đừng dậy ta chỉ muốn xem ngươi một chút trong phòng sáng không nhìn thấy bên ngoài quý anh anh dập tắt ánh nến ánh sáng từ tuyết chiếu bóng hắn lên cửa sổ mờ mờ lay động trên đời có nhiều nữ nhân yêu vì cảm động quý anh anh bỗng thấy mũi cay cay nàng vén chăn xuống giường đi tới cửa sổ bên ngoài lạnh lẽo người tới làm gì mau về đi ta không phải làm bằng giấy chỉ là cảm lạnh thôi dương tĩnh uyên nghe giọng nàng gần sát trần trừ nói người ta nói trước khi thành thân gặp mặt là điểm xấu người xoay người đi nằm lại đi ta sẽ đi ngay nhưng nàng muốn gặp hắn ta không tin vào điểm xấu quý anh anh nói rồi kéo cửa sổ khiến dương tĩnh uyên giật mình Hắn gần như theo phàn xả, nhảy qua cửa sổ vào phòng, đẩy cửa sổ lại, mở áo lông, ôm nàng vào lòng, lực ôm mạnh khiến cửa sổ va vào nhau kêu to. Tường nhì vừa bưng khay đan vào, thấy phòng tối, vội la lên. nương tử, có phải cửa sổ chưa đóng kín nên đèn tắt? Người đắp chăn kỹ, đừng để bị gió thổi. Nàng cầm đèn vào phòng, đi thẳng tới cửa sổ. Cửa sổ đóng không chặt, không trách bị gió thổi tắt đèn nghe tiếng bước chân của Tương Nhi, Dương Tĩnh Uyên liền ôm quý anh anh nhảy lên giường, buông màn xuống. May là màn giường mùa đông dày, giường rộng, Tương Nhi không hề phát hiện trong giường có thêm người. Quý anh anh vừa thẹn vừa sợ, giọng run run. Tương Nhi, người đóng ký cửa sổ rồi ra ngoài đi. Đừng ở trong phòng trực đêm, ta cũng mệt rồi. Tương Nhi không chịu. Lăng Nhi tỉ tỉ đã dặn dò, nương tử còn bệnh, nô tỳ sẽ nằm cạnh giường, Nương tử cần gì thì gọi một tiếng là được. Quý anh anh nóng này, sàn nhà lạnh." Tường Nhi cười, "Có đệm giường, nô tỳ không sợ." Nói rồi ôm đệm giường trải trên sàn, tắt đèn. Dương Tĩnh Uyên và Quý Anh Anh nhìn nhau chừng chừng, trong khoảnh khắc đều trợn tròn mắt. 125. Ánh sáng của tuyết xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, tạo ra một ánh sáng mờ ảo đôi mắt của Dương Tĩnh Nguyên sáng lấp lánh như những đống nhỏ. Cuối cùng, hắn bộc lộ dáng vẻ lười biếng, khuôn mặt biểu hiện rõ ràng. Ta không sao cả, nếu ngươi không tìm ra cách thì ta sẽ đi ngủ. Tất nhiên, bị Tương Nhi phát hiện, nàng cũng có thể im lặng không nói. Nhưng thật xấu hổ là mình, chưa thành thân mà đã nằm trên giường cùng hắn, ra thể thống gì. Quý anh anh vừa tức giận vừa bực bội, mạnh mẽ nheo cánh tay của hắn. Nàng càng thêm lo lắng, hơi thở không đều, rồi lại ho khan. Dương Tĩnh Uyên không còn đùa cợt, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng để nàng dễ thở hơn. Tường Nhi mơ màng nghe tiếng ho khan, lập tức tỉnh táo lại. "Nương tử, sao ngài lại ho như vậy? Để nô tỳ mang nước cho ngài." "Không cần, mang nước sẽ phải đốt đèn và mở màn." Quý anh anh mồ hôi nhễ nhại, lớn tiếng quát. "Nương tử, có phải ngài không ngủ được không?" nô tỳ sẽ mang khay đan đến, cùng ngài quấn sợi tơ được không? Chờ ngài mệt rồi ngủ tiếp, nô tỳ không mệt. Tường Nhi nghĩ rằng quý anh anh thương mình, không nỡ để mình thức đêm cùng, lòng rất cảm kích, càng thêm ân cần. Quý anh anh khóc không thành tiếng, nàng nén cảm giác muốn đập giường, hít một hơi sâu. Đừng lên, ngủ đi. Vâng. Tường Nhi vẫn không yên tâm, nằm xuống nhưng nhẹ giọng nói. Nương tử, ngài không ngủ được. Nô tỳ sẽ nói chuyện với ngài một lúc nhé. Con bé này thật đúng là phiền phức. Quý anh anh bực bội không nghĩ ra cách. Quay đầu nhìn lại thấy Dương Tĩnh Uyên nghiêng người chống cằm, Nhìn nàng cười. Tức giận, nàng nhìn hắn chừng mắt, không tiếng động mở miệng nói. Nghĩ cách đi. Khi nàng tức giận và lo lắng, lông mày, mắt và miệng đều chuyển động, khuôn mặt rất biểu cảm. Mái tóc dài xóa xuống vai, lộ ra chiếc áo trắng bên trong như một mảnh lụa đen thượng hạng nàng nghiêng người nhìn hắn eo thon mềm mại trong màn không khí thoang thoảng hương hoa đào nàng thường dùng khiến dương tĩnh uyên rất khó khăn mới rời mắt khỏi eo nàng lo lắng quý anh anh bị lạnh trong phòng đã đặt ba chậu than lúc này dương tĩnh uyên cảm thấy mồ hôi dịn ra ở thái dương hắn cởi áo lông chùm lên vai nàng nương tử dậy sao tường nhì nghiêng người mơ hồ thấy có người đứng dậy trong màn không có đâu. Quý anh anh vội vàng xoay người đẩy ngã Dương Tĩnh Uyên lên giường. Dưới lớp áo lông xù, lồng ngực Dương Tĩnh Uyên run rẩy, cố nén cười rất vất vả. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, cuối cùng nghĩ ra cách. Tương Nhi, ta chưa ăn tối, đói bụng quá. Tương Nhi lăn lóc dậy, khoác vội áo ngoài vừa nói. Nương tử có khẩu vị thì bệnh sẽ nhanh khỏi thôi. Điền ma ma đá ninh cháo cá chích. Đại lang quân dặn dò điền ma ma nấu. Nghe nói cô ra nói rằng uống cháo ca trích sẽ ra mồ hôi, bệnh sẽ mau lành. Mùa đông này khó mua cá, Chu lang quân đã nhờ bạn bè đi vớt dưới sông đem về. Cháo đã nấu xong, đang để trên lò trong phòng hầu, sợ ngài tỉnh dậy muốn ăn. Để nô tỳ mang lên. Đèn được thắp lên, trong phòng có nhiều ánh sáng mờ ảo. Tường Nhi lại châm thêm đèn, rồi mang ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại kêu két, quý anh anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhanh đi đi chưa kịp ngồi dậy eo nàng bị ôm chặt dương tĩnh uyên từ đằng sau ôm lấy nàng qua lớp áo lông muốn chết sao phòng trà ở bên cạnh mà trong phòng còn đèn sáng tương nhi vừa về sẽ vén màn hầu hạ nàng ăn cháo quý anh anh xô đẩy hắn thực sự muốn đuổi hắn đi không đi nữa là không xong đâu dương tĩnh uyên sao ngươi lại vô lại thế dương tĩnh uyên nói nhỏ buổi tối uống cháo dễ ngủ, không cần ăn nhiều. Quý anh anh chỉ muốn đuổi hắn đi nhanh, liên tục gật đầu. Biết rồi, người đi nhanh đi. Sư phụ còn chưa đặt tên cho ta, gọi ta là Tam Lang có được không? Dương tĩnh uyên siết chặt cánh tay, không chịu buông. Hắn nhìn nàng cố chấp, như thể trời sập xuống cũng không quan trọng bằng việc nghe nàng gọi một tiếng. Quý anh anh há miệng, đột nhiên gọi không thành tiếng, mặt lại đỏ lên. Tương Nhi sắp quay lại, Dương Tĩnh Uyên nghe tiếng bước chân của Tương Nhi từ xa đến gần, không kìm được mà thúc giục nàng. Tam, tam, tam. Hắn càng như vậy, Quý Anh Anh càng không thể gọi thành tiếng, lắp bắp mãi cũng không nói trọn vẹn. Vừa thẹn vừa tức, dáng vẻ khác hẳn với thường ngày. Dương Tĩnh Uyên bật cười, xoay người đặt Quý Anh Anh xuống giường, nhanh chóng hôn lên má nàng. Đắp kín chăn ngủ đi, nhớ buổi tối đừng uống cháo hắn vơi lấy áo lông, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa kéo cửa sổ lại, tương nhi đã mang khay vào. Cửa sổ khép lại bên trong, bị gió thổi, mở ra một khe nhỏ. Tương nhi đặt khay xuống, cảm thấy có gió trong phòng, đi đến cửa sổ nhìn rồi ngạc nhiên nói. Ta rõ ràng đã chốt cửa, sao lại mở ra? Quý anh anh vén rèm ngồi dậy. Chắc là ngươi quên chốt rồi. Có thể. Tường Nhi không để ý lắm, chốt cửa lại nàng lấy tấm vải khoác lên người quý anh anh lo lắng hỏi nương tử sao mặt ngài đỏ như vậy có phải lại nóng lên không quý anh anh sờ mặt mình thấy nóng nàng tỏ ra như không có gì nói trong phòng nhiều chậu than đóng kín cửa sổ chắc là nóng bức rời bớt một chậu ra đi có lẽ do hoạt động nên tỉnh táo tương nhi nói nhiều hơn nhờ có chu lang quân bạn bè của hắn nhiều dễ dàng tìm người xuống sông mò cá trích Điền ma ma nấu ăn ngon, cháo rất thơm. Nàng uống chén cháo có thể bỏ ăn, nghĩ đến lời của Dương Tĩnh Nguyên, quý anh anh mới nhận ra. Nàng vùi mặt vào chăn, cười khúc khích. Tường Nhi mốc một bát cháo mang lại, tò mò hỏi. Nương tử nhớ chuyện gì vui vậy? Cười vui vẻ thế. Không biết Dương Tĩnh Nguyên đã đi chưa? Quý anh anh nhận bát cháo, ăn một muỗng, cố ý lớn tiếng khen. Thơm quá, ngon thật, ta muốn ăn hai chén không phải chu nhị lang đưa hai con cá chích nhiều cùng lắm thì sự nàng còn muốn ăn hai chén dương tĩnh uyên ôm áo lông ngồi dưới cửa sổ nghe thấy lời của quý anh anh không khỏi mỉm cười hắn nhanh như mèo lẻn đến tường rào bên cạnh thoải mái lộn ra ngoài dầu vừng ôm túi rượu ra dê trống không lạnh đến run rẩy thấy dương tĩnh uyên run rẩy đỡ tường đứng lên lang quân ngươi chậm thêm tối nay đến tiểu nhân liền đông lạnh, đông lạnh thành. Giàu cao, tiền đồ, bảo ngươi mỗi ngày theo ta luyện quyền cường thân, lại muốn lười biếng. Dương tĩnh uyên ôm hắn đến, quần áo lông lên người hắn, nâng hắn dậy. Đi, tìm chỗ nghỉ thôi. Đã chế thế này, đi đâu mà ta túc? Thấy hắn nhường áo lông cho mình, dầu vừng cảm động đến mức nghẹn ngào. Ta nhớ quản gia già ở ngoài phủ có nhà gần đây. Ta sẽ tìm được nhà hắn. Dương Tĩnh Uyên nửa thật nửa đùa nói. Hắn vừa nói dầu vừng liền nhớ ra. Đúng đúng, ta biết lão quản gia. Hắn ở phía trước không xa, ngoài cửa sau có cây hoàng giác thủ. Dương Tĩnh Uyên cười, thúc ngựa đi về phía trước. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.